Bây giờ gần đó thì nó đi kiếm cá, đi việc nuôi con, đi học, mua gạo ăn. Lớp nó chịu hết trơn trong nhà đó. Dạ đó. Gặp chó cầu chùa á. À, cầu chùa. Ờ, thì chồng tôi chạy trước, tôi chạy sau. Dạ. Tôi nghe gùm. Nó gùm tôi nói chắc chân dịch nó cà mà chắc nó dính bao gì rồi. Tôi tưởng hỏi, ủa sao mà cái thùng chồng tôi sao mà trôi từ lưa vậy? Nó biết ai đó chìm, ai đụng trúng cái chạy, ai trúng cái xin kính chào quý anh chị cùng quý khán giả. Thì hiện tại thì Bạnh tới đây thêm một lần nữa để mà coi gia đình có cần những gì không để Bạnh giúp đỡ thêm với chú chị. Tại vì gia đình thì rất là khó khăn, không có cái gì hết. Khi sau khi mà người chồng của chị đang gặp tai nạn như vậy đó, thì chị cũng không biết để làm gì luôn với chú chị. Nói chung là gia đình rất là khó khăn. Đây là ngôi nhà chị đang ở, là ngôi nhà ở, là ở nhờ nhà của người em thôi. Thì chị thì không có nhà. Thì nghe nói là có một miếng đất bên hông nè, tầm khoảng 4 mét đó của chú chị. Nhà bên hông, tại đây là ở nhờ của người anh em đi làm ở thành phố gì đó. Bây giờ mời cả nhà mình cùng vào trong. Dạ, chào chị á. Dạ, ố, tay thay dọn hết trơn hả chị? Dọn rồi, đặng thay dọn chuẩn bị hết trơn hả? Chuẩn bị rồi cơ. Ờ, nãy con thấy sớm là có cái giường ở đây cái nữa. Ừ, giường dọn bên kia rồi. Đây, đặng đem lại cho đặng mình liền. Đây. Bởi cái kia thầy ra rồi. Cái giường này chúng ta cho đua không có tiền mua đâu. Người ta thay từ nghiệp mình không có á. Người ta về ngủ. Người ta năng lị mình không ta trả có 500 ngàn tới giờ luôn á. Cái giạc nó 2 triệu á. Có đâu. Tôi có hỏi là cô là sao đây? Cô là mẹ của Ngọc Ba. À, mẹ ruột. Dạ, mẹ ruột. À, vậy là mẹ vợ của anh Lâm. Dạ. Dạ, rồi đây là gói đồ của cho ảnh, cho ảnh, cho ảnh. Lâm nó cho ổng đó. Ồ, gói đây bịch sẵn hết trơn. Dạ, dạ, sẵn sẵn đó rồi. Không có mấy bộ đó hả? Dạ, có bực ai gì đâu. Ta cho không có thôi, không tự tiện đâu. Từ em cho nó, mấy đứa em. Không có tiền mua đâu. Một xong ba ngày ba bốn năm chưa được mua cái này ăn đổi hả? Không có gì đâu, bà Định Vân ơi. Hai đồ với mẹ. Nhiều lắm. Nhà không có ở. Tôn thì mua tôn đẹp trai đó, lại đông ra một cây 7 ngàn. Cứ nghe rồi nó gửi. Đây đem cao su che. Không có gì đâu, nhà này nhà của em đó, phải nhà của nó làm nữa. Ê. Nhà của em thằng thứ ba á. Nó ở Định Vân, không có gì hết trơn đó. Ba đứa con rồi, nhà cửa không có hết trơn, nghèo quá. Bây giờ gần đó thì nó đi kiếm cá, đi việc nuôi con, đi học, mua gạo ăn. Lớp nó chịu hết trơn trong nhà đó. Vợ nó ở nhà dắt con đi học. Vì tới giờ đi rước con. Yeah. Sáng thì đi chở con đi. Tới giờ thì đi rước con lại một ngày 2-3 vận. Yeah. Giờ không có gì đâu. Giờ Định Vân cũng tiếp giúp đỡ cho nó một phần đi, không có gì hết trơn á. Nãy chị có mua gạo chứ chị? Mua rồi mà nãy tại chị bệnh cho 1 triệu đó, mua thùng mua gạo được 2 bao gạo. Wow. 2 bao gạo đó. 2 bao gạo thôi nha. Nhà là không có gì hết, nhà mình thùng bưng giúp đỡ được 2 được được 2 bao gạo được 2 3 bao gạo. Hôm qua là giờ chưa đó. Tôi không có cơm không có không hộp cơm hộp nữa. Xong uống nước miếng 2 miếng vậy à. Đợi chọn loại dắt chiều ăn cơm tắm rồi ăn bây giờ anh đi mang cơm hỏi đi không có cơm. Như là hôm qua là chị chờ chồng về ăn cơm chung quá ha. Mà không ngờ tới 6 giờ mấy 7 giờ chồng gặp nạn như vậy. Chả gì tới giờ luôn không ăn cơm nước gì luôn tới giờ. Dạ không có gì hết trơn, nó chỉ con mẹ con đâu có cơm có gì ăn đâu. Nghe nói là ảnh hiền mà đi làm suốt hả cô? Dạ đi làm suốt ngày luôn, khỏi không ngủ không uống nữa. Dạ. Trời ơi đi bằng ngày vậy nè, bằng đêm đi nữa. Dạ. Sợ không có tiền con đi học. Một ngày đi kiếm 3 giác. 2-3 giác ngày ngày lợi. Tội nghiệp lắm không có gì đâu. Dạ. Rồi ảnh có còn mẹ ruột gì không? Không có mẹ ruột đâu. 2-3 năm mày. Mẹ cũng mất luôn, không có đâu. Có mấy ba đứa chị em bây giờ mất nó nữa, có 2 đứa hết rồi, con trai đứa, con trai đứa, thằng thứ hai thứ ba nó thì út. Dạ. Hết rồi giờ không có gì hết trơn. Định Vân ơi, bây giờ ảnh là lao động chính rồi, bây giờ lao động chính phải rồi. Vậy chị thì thần kinh tọ nữa. Dạ. Không đi đâu xa được. Đâu đi đâu mà được, không làm gì được đâu, bây giờ không biết được gì ăn đâu. Định Vân ơi, ngồi á, ngồi có ghế gì ngồi thì được, ngồi xuống chỗ là ngồi không được. Bị tê đầu gối. Bị tê ơi. Dạ. Tê chỗ đây nè, tê đầu gối. Làm vậy không nổi đâu, nghèo, chồng nuôi nghèo, không. Đừng, tôi nói nghèo đừng có cho bệnh hoạn. Phải rồi, nghèo đừng cho bệnh. Chồng nuôi không mà nó làm đi làm gì. Ở nhà cho chồng nuôi mà. Chồng nó là lao động chính ở trong nhà đó. Con cho gái vợ ổng làm không á. Tôm nước gì nó làm luôn, nó không có ấy đâu.
nó tắm nó lại sửa sẵn rồi mình không làm không kịp là lại giặt đồ giặt gì mình ơn không à. Như là ảnh không có kêu chị làm cái bất cứ không gì không muốn làm gì làm muốn đi đâu thì đi không biết. Đi đâu thì đi, chơi đâu đi đi. Ăn cơm muốn đi đâu thì đập được đó đi em nghĩa. Yeah. Đi kiếm cá kiếm gì đó. Và cái giác lúa ổng đi làm ơn ổng rồi đi mất tiêu rồi. Đây là con thứ mấy của chị? Con thứ ba. Con thứ ba. Năm nay nhiêu tuổi rồi chị? Nói vậy chú. Con 5 tuổi hả? Dạ. Con biết tên ba con gì con buồn không? Buồn. Ba thương con dữ không? Ừ. Ba thương con lắm không? Dạ. Ui nữa. Ba đứa ha. Thấy ba đứa thấy thấy. Quá đấy con. Và cái âm thanh nó bị bay á. Đây là gái lớn hả chị? Dạ. Gái lớn, gái lớn. Con mấy tuổi rồi con? 9 tuổi. Con 9 tuổi con có đi học không? Có. Học giỏi không? Trung bình. Trung bình hả? Nói chung ở dưới quê của chúng chị thì ba mẹ thì khó khăn á, cũng là đi kiếm cái nghề mưu sinh kiếm cá để mà nuôi gia đình. Chừng nào không có thì con nghỉ học, có thì mẹ đưa con đi học kìa. Bây giờ không có nhỏ đứa vậy đó, vậy Úc có cho chịu mua xe đạp đó, không có đi bộ. Dạ. Rồi chị rước tới ba đứa mà hai chậu đó, nếu một chậu thì đỡ. Thật này 10 giờ rưỡi. Dạ. Này có 10 giờ 15 phút nó ra rồi. Thế nó ở dưới quê cứ đưa rước con cũng hết cả ngày rồi. Ừ, thì đó, dạ. ngày không có làm gì hết trơn. Nó học cái trái giờ nhau á. Ừ. Dạ. Làm gì? Rồi giờ ở nhà dọn xong chống lóc luôn chú chị, không có gì hết trơn á. Không có gì hết trơn, nó định quân dùng tay chứ không có gì đâu. Dạ. Nhà thì nhà của em, thằng thứ ba nữa. Dạ. Nghe năm nay là ta lại cất nhà, không biết chỗ nào mà ở, có trong xã đi ông. À, năm nay là chủ nhà ta lại là sửa nhà là ừ. Mình phải di dời ha. Ừ. Ta vợ gì ta đã cất nhà không biết ở đâu. Dạ. Bây giờ định xin định vân dùng yêu cầu xin nhà cho nó một cái đi, cất cho nó ở mẹ con nữa. Bây giờ không có gì hết trơn, nó bàn tay trắng bây giờ đi làm đâu không được. Để bệnh trong bệnh nữa, thần kinh tỏ đi đâu làm không được nữa. Dạ. Người con ba đứa nữa nuôi sao bây giờ. Giờ này đứng giờ. Không biết làm sao nữa bây giờ đó, không biết tính sao, đánh đầu đánh đuôi đánh gà chân nó bây giờ không biết tính sao. Hiện tại là như là chưa thấy xác nữa hả chị, nay chưa đâu? Chưa em 3 giờ rưỡi rồi chưa thấy gì hết chưa. Đi coi thầy là 2 giờ này thì thấy rồi mà giờ chưa. À có đi coi hả? Một đêm rồi một ngày nữa. Nói chung quá éo le của chúng chị thì gia đình nói chung là khó khăn rất là nhiều đủ thứ luôn. À, nói chung là nghèo. Người ta cho tự dép mang lên à, bừng áo cái mùng mền thì cho quên đó. Bình quân bên sao tự thiện ở chỗ bà bán xe bông ở nước rửa chén. Người nước rửa chén đó lại tự thiện cho lửa cái nào mình mang bật được thì mình lấy đi. Yeah. Mặc lấy mặc đi. Mình không có tiền đâu mua nữa cho người khác. Vậy đó, người mấy người thằng kia đó nó ở đây đó người ta mặc vừa cho anh ta đi. Cái nào mình vừa mình lấy mặc đi. Không có mua ông đồng nào đâu. Hồi Tết này qua đám nói nhỏ em không có đầu không có tiền mua. Thằng cháu mua quần cho cái rồi cho mua quần áo thun cái hai bộ. Cho dưỡng hai đó bây giờ cũng mất tiêu luôn. Anh có được mặc quần áo không chưa? Chưa, mừng quần áo 10 sáng rồi hả? Dạ. Chứ chừng thấy xác mà mua mới mặc được. À muốn mua dựng bị rồi khi nào? Dạ, nhỏ em Út mua, chị không có tiền nó mua. Dạ. Em mua. Chưa đi mua nhà anh Tấn á. Nhà anh Tấn á. Dạ. Mua bỏ hồi sáng nhỏ Út nó đem tiền đi mua cho nó bỏ 200 ngàn. Dạ. Quá trời khổ rồi cái nhà. Nên chọn ông xã mắc chị được tiền có 42 ngàn trong túi chứ gì đâu. 42 ngàn trong túi thôi. Ừ. Có tiền lẻ cho con đi học mua thuốc cho ông gói nha, ông lấy đi nữa ông sợ ngày mai không có tiền không thuốc. Dạ. Mày nấu cơm ăn chưa chị? Để tụi chị nhỏ nó chưa ra bụng á. Không có ăn ngày hôm qua tới giờ. Uống nước thì được, chút đỉnh đi nó ăn không nước cơm không có vô. Trong bụng hơi lục lặc không có gì uống thì ăn được gì đâu giờ. Vậy rồi ăn đâu mà ngã đâu mà nuốt vô Đình Vân. Không có ăn vô đâu. Ngày hôm á trời ơi, người ta đông luôn có hai chị em à. Sáng tới giờ này nó còn chưa thấy nữa. Dạ. Thấy đi mình khỏe. Dạ. Thấy thì dễ. Dạ. Nhưng mắt thì mắt đi, bây giờ em sao bây giờ mà mình cho thấy xác đi làm mình tan cái ổng. Bây giờ bà con đang kiếm trong sông trong gì hết chơi mà kiếm chưa gặp nữa. Yeah. Không biết làm sao bây giờ. Tội nghiệp nó, bây giờ nó hiền lắm, nó không có la làng la xóm đánh vợ đánh con gì đâu. Nó vậy nó ấy lắm, nó hiền lắm. Rượu không uống nữa. Không phải là đi uống rượu con ba người ba đứa uống sữa bú sữa không mà nuôi đâu mà đổi.
không có bú sữa mẹ từ nhỏ tới lớn ba đứa này luôn á. Là anh đi kiếm cá nuôi cho con uống sữa. Thôi con nhỏ một tháng là 2,5 triệu đó, nó nuôi con nó sống tới lớn vậy hết á. Đứa anh tài ha, anh giỏi á. Ừ. Nó hay lắm, nó giỏi lắm. Wow. Một tháng hồi nhỏ là 2,5 triệu đó, tiền sữa tiền tả, không có bú sữa mẹ. Dạ. Bú sữa lón không à, hồi nhỏ tới lớn luôn á. Dạ. Không có ai đâu, nó bú sữa lón không, mẹ không có bú sữa gì đâu. Bây giờ tôi nghĩ thằng đó còn bú nữa, Định Vân ơi. Dạ. Thôi giờ con xin chia buồn với gia đình cô ha, đừng có buồn nữa. Dạ. Dạ, bây giờ sinh lão bệnh tử mà biết sao, giờ cái này gặp chuyện không may mắn đến với ảnh thôi. Dạ. Nhưng mà rất là xót xa khi bỏ lại là ba đứa con rất là nhỏ của chú chị. Dạ. Thì người vợ thì đang mang trong mình là thần kinh tọ nữa. Với lại đưa đón các bé đi học là hết cả ngày rồi. Không biết cuộc sống về sau của ba mẹ con như thế nào nữa. Thì sau này thì Bảnh sẽ cập nhật liên tục cho cùng quý khán giả với Mạnh Thường Vân được biết cái hoàn cảnh của chị Hoa như thế nào chứ chị. Thì để em ra đem coi theo hàng xóm ở đây chị. Hình như là chị gần nhà anh Tấn không? Gần nhà anh Tấn. Hôm nay thì tôi cũng được anh Tấn có kêu Bảnh tới đây cái chú anh chị. Anh Tấn thợ hồ xây nhà cho những hoàn cảnh khó khăn đó. Thì anh Tấn cũng có chị. Rồi chào anh Tấn luôn. Chào ạ. Nay không làm hồ cho em thì sao mà về nhà không anh? Bữa nay tại ở trong xóm của em nghe tin tức anh Lâm đụng ghe tai nạn ghe đó. Rồi sao mà dài dữ vậy? mà bây giờ chưa mò xác được nữa, chưa thấy xác của ảnh nữa. Là từ hôm qua tới giờ ha. Hôm qua tới giờ. Ra chắc có chiều xế một chút là chắc có nổi lên nè. Mà anh quen biết gia đình này không? Gia đình sao? Tại nhà cũng trong xóm gần nhau nè. Là khó khăn là ảnh ngầm nghề mưu sinh là kiếm cá hả? Thì ảnh nghề mưu sinh là kiếm cá để lo cho gia đình với ba đứa con của ảnh. Vợ thì ở nhà không làm gì được hết trơn. Tại vợ của ảnh cũng có mắc bệnh đó. Dạ. Ừ. Em cũng nghe nói là đang ở nhà chú nhà này mượn của anh em ở. Nhà này mượn của người anh. Em của chú ba, còn miếng đất phía bên kia thì mẹ của chú ba cho, nhưng mà hai vợ chồng chỉ là làm kiếm sống qua ngày để nuôi mấy nhỏ thôi. Chú ba đây đây chú ba. Nữa chủ nhà người ta lại làm nhà đó rồi ba mẹ con dọn đi đâu? Không biết chỗ nào mà ở nữa. Thiệt luôn hả? Ừ. Vợ chồng thì chứ không có rồi, vợ thì ba đứa con như vậy rồi. Bây giờ làm chồng hồi còn sống thì làm để lo cho ba đứa nhỏ ăn học. Rồi nhà thì ở đây nhà tạm ở nhà người ta, nhà của người em. Mà em thứ ba của chị nói khi nào mà xuống để mà như là sửa nhà của người ta lại chừng nào? Nghe năm tới thì nên ta xuống rồi, ta nghỉ làm hơn. Qua Tết nên ta nghỉ làm hết trơn, người ta lại cất nhà riêng của ta. Từ đó mình thấy lúc trước là chị nghe nói là chị đang ở chuồng bò đúng không? Ừ, ở sao á? Cất cái chòi nhỏ xa chuồng bò rồi xong người anh đi trên phố làm đó, người em đi trên phố làm nên hai vợ chồng ảnh qua đây ở tạm đỡ. Lúc mà nhà cái răng ta đi làm ha, đúng rồi. Ở nhà này biết mà nhà chừng này nào cũng không biết sụp chừng nào nữa. Đây này, coi cây cột chú anh chị. Cây cột thì nó bể trơn là hai bên cây kia hả? Anh thằng ơi, này còn có sắt không hả? Cây bên kia chứ còn có sắt không à? Này mùa mưa tới sập sao? Nè. Còn bốn cái sắt trụ hai bên không à? Ủa rồi cái đất này là sao chị? Chị qua đi chị chia sẻ coi. Đất này của mẹ chị Hoa cho chị Hoa. Cho chưa? Cho rồi. Được mấy mét chị? 5 mét. Như cho Bình Minh cho nhà nó thì tôi cho đất nền đất luôn tôi. Dạ, nói chung là hữu duyên thôi ngoại ơi, con không phải là đến đâu mà có nhà tới đó, tùy duyên của mỗi hoàn cảnh. Đó, khi nào đủ duyên với Mạnh Thường Quân giống như anh Tấn đi làm với con á. Thì khi nào mà hoàn cảnh nào đủ duyên thì con sẽ như là sẵn sàng nhận tiền để giúp đỡ những cái hoàn cảnh đó. Dạ, đủ duyên. Cho đất con làm nhà ở. Bây giờ không cho biết ở đâu bây giờ. Hãy cho con ở một nền nhà đi, Bình Vân làm tới đâu thì nhà tới đó đi, cho nó ở đi đất. Không phải bỏ con đâu, bây giờ nó đi ba đứa con rồi đi làm đâu bây giờ được. Ở gần mẹ đi cũng được chút đỉnh đi, đưa mẹ ăn, đưa con ăn vậy. Bây giờ đặng là cho nó đói chết. Vậy đó.
chung là lần đầu tiên em cũng tới thăm quan cảnh xóm của anh, mà sao mà nghèo dữ anh. Xóm của em đa số là vậy không à. Như là đâu có đất ruộng gì hả chị? Chị có ruộng không? Không có ruộng hả? Không có ruộng hả? Không có ruộng bậc học nào đâu. Đi mà nếu mà ăn xong 3 ngày nó có đất gì đâu. Cũng như là mua sinh là nghề kiếm cá thôi á con. Một ngày gì đó, sinh sống trong cá gì đó. Không có gì đâu. Không có ruộng, có đất gì đâu. Như kiếm một ngày vậy, mua gạo được 1 ký, 2 ký gì, ăn một ngày vậy đi kiếm nữa. Vì tiền dành để con, cho con đi học riêng. Vì mua gạo riêng vậy đó, không đi một ngày là không có gì nấu rồi. Không có con, cho con đi học luôn. Nhưng bệnh bữa nay, ngày mai là không có gì không ăn. Không gì ăn rồi. Bình Vân lại lại thấy không có gạo thì không phải nói dối đâu. Không có đâu. À, lúc còn trước, hai lon Đình Vân cho tiền. Lúc trước cái nhà chòi của nhà chị đó, ngay chỗ chuồng bò chỗ đó đó. Ngay chỗ chuồng bò đó đó, rồi xong bây giờ ba của chị để gom để gì hết trơn rồi, nên có nhà thì ấy ra. Lúc trước ở nhà chỗ chuồng bò đó à. Chỉ là lên cái chòi chỗ chuồng bò phía bên đó. Nói chung là khó khăn dữ anh Tấn, cũng quen biết gia đình này phải không? Tại cũng quen biết gia đình ở trong đây, cũng hàng xóm trong xóm của em không à. Trong xóm của em thì chị chỉ có được chồng đó đi kiếm mưu sinh nuôi mấy nhỏ với lo cho gia đình của chị để sống 3 ngày thôi. Bây giờ chồng đó mất rồi đâu ai lo nữa. Đúng rồi. Bây giờ xác của ảnh chưa nổi lên, bây giờ cũng hơi khó khăn đó nè. Bây giờ biết chừng nào nó nổi lên, nổi sớm sớm thì làm đám làm gì cho ảnh cho xong cho rồi. Rồi sáng đó thì con cũng có chích tiền của Mạnh Thường Quân đó, là cô Liên Quyên thì giúp cho 1 triệu để mua gạo được 2 bao. 2 bao rồi mua rồi. Để người ta lợi làm cho người ta ăn, nấu cho người ta ăn đó. Bây giờ không có trong nhà một hộp nào rồi, nhà Đình Vân cho đó, mới có tiền mua đó. Vậy đó, cảm ơn Đình Vân nhiều. Bây giờ con cũng thấy gia đình cũng như là chưa có bóng đèn để chưa mà ấy. Chưa không có gì hết trơn á. Không có bóng đèn, không có gì hết trơn đó, bằng tay trắng đi đốt trong nhà thì có á. Ra ngoài ra gì không có đâu. Chưa có mua gì chị? Mua đang cày mua nhang gì bên luôn. Bây giờ chỉ có mua được một bộ quần áo cho mới cho nó đi, rồi mua được năm thước vải trắng để liệm nó để quấn đúng rồi để quấn liệm á. Như vậy là cũng chưa có tiền để mà mua cái vải trắng để mà quấn chưa dạ phải rồi. Rồi chưa có đèn gì hết, chưa có gì hết trơn, có gì hết trơn, bằng tay trắng có gì hết trơn. Nhà cưng cho 1 triệu mua gạo đó mới có tiền á. 1 triệu đó là 2 khúc gạo đó hết rồi. Thôi bây giờ cô chia sẻ là cô nói là không có tiền để mua giải để mà quấn xác anh Tấn ha. Thôi thì thấy vậy con thì chích thêm một lần nữa để giúp cho gia đình của mình thêm 1 triệu nữa. Thì cái phần tiền này là của chị Hạnh ở bên Úc. Số tiền của chị Hạnh gửi cho Bảnh là hôm trước là 8.169.000. Thì Bảnh có giúp hết một hoàn cảnh là hết 1 triệu rồi. Bây giờ kế tiếp Bảnh giúp thêm một hoàn cảnh của gia đình của anh Lâm mà vừa mới gặp tai nạn là đụng ghe đó chú anh chị. Số tiền của chị còn 7 triệu thì Bảnh giúp cho gia đình thêm 1 triệu nữa. Còn lại 6 triệu 169 ngàn Bảnh sẽ trao cho hoàn cảnh khác đi thăm từng hộ đó chú chị. Thôi em thay mặt chị Hạnh ở bên Úc giúp cho chị thêm 1 triệu nữa. Cảm ơn Đình Vân. Chị Hạnh ở Úc ha. Cảm ơn chị Hạnh ở Úc, cảm ơn nhiều. Sức khỏe. Làm ăn mạnh giỏi đi cho giàu khá, đưa Hạnh Vân cho mấy người nghèo. Cảm ơn. Anh Tấn coi hàng xóm coi giúp gì được giúp nha. Mà đừng có bỏ công ăn việc làm với Bảnh nha. Tại nghe tin tức vậy đó rồi cho anh em đang làm bên kia cũng làm bình thường, chẳng làm bình thường, nhưng mà em tranh thủ về sớm để tiếp làm cái này làm cái kia ở trong xóm. Tại hoàn cảnh vậy rồi mình không tiếp cũng hơi khó. Đó, tại giúp đỡ mình giúp cái nào được thì mình giúp. Không có ai bây giờ. Mình giúp cái nào được thì mình giúp. Em cũng cảm ơn cô đã chia sẻ ngày hôm nay. Chị cũng giữ gìn bình tĩnh đeo và thấy ha. Anh Tấn cũng cảm ơn anh nha. Dạ. Rồi. Thưa tất cả các chú anh chị cùng quý khán giả, bây giờ thì một Bảnh xin gửi lời cảm ơn đến chị Hạnh ở Úc đã tin tưởng Bảnh và gửi tiền cho Bảnh đi thăm những cái hoàn cảnh khó khăn, như đặc biệt như ngày hôm nay vợ gia đình của anh Lâm vừa mới bị đụng ghe mà qua đời chú anh chị. Bây giờ thì chưa tìm thấy xác thì Bảnh sẽ cập nhật liên tục cho tất cả các chú anh chị cùng quý khán giả gần xa được biết như thông tin như thế nào. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.